Nuôi chó mèo trong chung cư là vấn đề luôn gây tranh cãi vì những lo ngại xung quanh vấn đề mất vệ sinh, thú cưng tấn công người hay là gây ồn ào ảnh hưởng đến người khác. Pháp luật hiện hành nghiêm cấm hành vi chăn thả gia súc, gia cầm trong khu vực nhà chung cư. Vậy chó mèo có phải là gia súc không? Chiếu theo quy định thì chó mèo được xếp vào loại động vật khác không thuộc danh mục gia súc, gia cầm. Do đó, nuôi chó mèo trong nhà chung cư sẽ không thuộc hành vi bị cấm như đã nêu. Tuy nhiên, nếu tại hội nghị nhà chung cư có đề xuất cấm nuôi chó mèo và được đa số tán thành thì các cư dân phải tôn trọng và thực hiện quy định này. Trường hợp hội nghị không nhắc gì đến vấn đề này thì xem như là cư dân được nuôi. Vậy nên, có được nuôi chó mèo trong chung cư hay không thì còn tùy vào quy định của từng chung cư nhé.